Không ăn thuê thì lấy đâu ra người nhà ông này? Ông bị ngu à? Chống đối cái gì? Bây giờ tôi lên đây tôi thuê nhà, tôi đi ở riêng. Gọi bố mẹ ra kiểu gì không? Cái gì? Sao tôi nói ông ngu ấy nhở? Ở nhà trong này tôi đi ra mua đồ ăn không nghe bây giờ. Ông tôi làm công an tôi trông ra ngoài ông chết đói à? Ông nói chết ngu ấy. Tôi ở nhà hôm nay tôi mới ra ngoài mua đồ ăn hết đồ ăn luôn à. Bây giờ đi chợ từ sáng hoặc chiều nhá. Bây giờ sáng không ai dậy thì đi kiểu gì? Mình phải chủ động thời gian giãn cách nhá. Tôi dắt ra ngoài không? Đứng tôi đang làm việc với anh, tôi đứng yên chỗ nhá. Bỏ ra. Mời đứng nguyên. Bây giờ thích như mời đứng nguyên nhá. Mời anh đứng nguyên nhá. Bây giờ tôi yêu cầu anh xuất trình giờ có xuất trình không? Tôi bảo tôi không mang rồi ông, yêu cứ phải làm xong đi vợ. Thì vợ đi. Mày bớt nóng đi. Số đúng không? Anh đang không để cho xe. Cho mang xe về đây. Anh đứng đấy. Cháu bảo bây giờ cháu không mang và cháu thích lên phường thì lấy xe đây. Cho xe lên phường thì thôi. Cháu xe chưa có bằng, được chưa? Bây giờ đang không có biển số. Cháu bảo cháu chưa có bằng đấy. Cho bằng giấy cho xe không lên phường rồi chuyện. Chở người yêu đi chợ không mang giấy tờ, thanh niên ngổ ngáo còn gân cổ hất hàm. Ông nghĩ công an mà tôi sợ à? Mặc dù tình hình dịch bệnh Covid-19 vẫn đang căng thẳng từng ngày, song một số bộ phận người dân vẫn còn chủ quan, chưa ý thức được sự nguy hiểm của dịch bệnh mà chống đối lực lượng chức năng làm nhiệm vụ. Đã có những trường hợp đòi thông chốt dùng lệnh bài để luồn lách qua trạm kiểm dịch, đe dọa công an, bác sĩ, khiến dư luận vô cùng bức xúc. Mới đây, cộng đồng mạng lại tiếp tục chia sẻ rộng rãi một trường hợp thiếu ý thức và không ai đồng tình nổi. Chẳng là nam thanh niên này chở người yêu ra đường, bị chiến sĩ công an gọi vào kiểm tra giấy tờ. Thế nhưng suốt clip nói chuyện dài gần 3 phút với chiến sĩ công an, nam thanh niên này liên tục xưng ông với tôi, dùng những lời lẽ vô văn hóa, văn tục. Thanh niên này cũng nhất quyết không đưa giấy tờ cho chiến sĩ này kiểm tra. Tôi không cho ông kiểm tra đấy, ông cứ nghĩ ông là công an mà tôi sợ à. Chiến sĩ công an vẫn rất ôn tồn, nhẹ nhàng hỏi nam thanh niên giấy tờ đâu, về nhà lấy giấy tờ và gọi người nhà ra bảo lãnh. Trái với sự bình tĩnh đó, thanh niên này vẫn dùng thái độ trịnh thượng, chỉ tay vào mặt chiến sĩ công an và nói lớn, thuê thì lấy đâu ra người nhà ông này. Tôi lên đây thuê nhà, gọi bố mẹ ra ở riêng, gọi bố mẹ ra kiểu gì, hay. Anh công an vẫn rất kiềm chế giải thích với thanh niên rằng, theo lệnh giãn cách chỉ thị số 16, đi chợ phải có phiếu, đi làm phải có giấy xác nhận của cơ quan. Nam thanh niên trẻ liên tục chống đối, khăng khăng cãi rằng anh không hề vi phạm. Tôi nhà trong này tôi đi ra mua đồ ăn, không cho tôi ra để tôi chết đói à. Cuối đoạn clip, nam thanh niên đã bị mời về phường làm việc, mặc dù chưa rõ hình thức xử phạt với cả hai người ra sao, song thái độ chống đối của nam thanh niên khiến dân mạng lắc đầu ngao ngán. Việc người dân chỉ ra đường khi thật sự cần thiết, mang đầy đủ giấy tờ chứng minh rất quan trọng trong công tác phòng dịch. Vì thế, những hành động xấu xí như cặp vợ chồng trẻ trên đây không chỉ khiến lực lượng chức năng phiền toái mà còn làm người dân bức xúc. Chiến sĩ công an xử lý cương nhu hợp tình hợp lý, dịch giả mà cứ gân cổ cãi vã vô văn hóa thế này, không hiểu có suy nghĩ không. Nhìn các cháu trẻ quá mà ăn nói bất lịch sự, người ta lớn tuổi bằng cha chú mình mà, bố mẹ xem clip chắc chắn sẽ xấu hổ lắm. Cảm ơn các bạn đã quan tâm theo dõi, đừng quên đăng ký kênh Tin 3 Phút để cập nhật tin tức nóng hổi mỗi ngày.